Sử tố gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức chum phú quý, chất liệu gỗ lưu hương các bác nha. Bức này cao 28, đường kính 27, rất là nhiều nu. Trong phong thủy thì chum tứ quý mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc, sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển của những điều mới mẻ may mắn các khách, đồng thời nó giữ bảo quản tài sản của cả cho gia chủ. Các bác mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bác rất nhiều.